Cho tôi bệnh gì cũng được, đừng cho tôi què với đừng cho tôi đuôi được rồi. Thôi mà có hai cái đó tôi tự dẫn. Chứ ai nuôi? Gì tự dẫn như cô Hoa? Chứ không phải đuôi. À đuôi ai nuôi mình? Con cái đồ nó báo không, nó không có thương đâu. Như vậy là bây giờ cô nhất quyết là không trả về cho mẹ ruột không, đúng không? Không, chừng nào tôi chết rồi đem về không. Tôi không có đậu cái gì hết đó. Cho tôi chết rồi để đây ai nuôi? Con tôi nó có thương không? Nó đánh nhỏ sao? Đúng không? Chú là chú biết nhà mẹ luôn á, đi đi về nhà mẹ với chú không? Ôi. Sao vậy? Rồi. Nói đàng hoàng coi. Tại mẹ bỏ con, không gặp lại đưa con có về mẹ đâu. Nhà mẹ giàu sướng lắm. Ở mẹ sướng. Mấy lần. Con sướng tạo con cũng về có. Thích bà nội thôi. Sướng cỡ nào cũng về nữa hả? Thích bà nội thôi. Em nhỏ xin chào cô chú anh chị thân mến. Chào mừng cô chú anh chị đã đến với clip tiếp theo của em nhỏ hôm nay. Hiện tại thì em nhỏ đang có mặt tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để thăm lại trường hợp của cô Hoa và chú Ba. Thì hai cô chú cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà thứ nhất là mắc bệnh, và thứ hai là những cái điều cô chú làm nó tốt, nhưng mà cũng chưa có, mọi người chưa có hiểu lắm về cô Hoa. Vì gia đình cô khó khăn rồi, nhưng mà cô còn nuôi thêm một đứa bé ha. Hôm đó. Con ai chào cô Hoa nha. Dạ. Nãy con không có nhớ đường vô. Dạ. Con chỉ đi một lần cho mấy. Dạ. Con đâu có nhớ đường vô nhà cô, cho nên con mới điện cô ra đón con đấy. Dạ. Sao mắt dạ. Cô dạo này sức khỏe sao rồi? Thì nó uống cái thuốc đường bữa rồi chưa chú coi á, không có nhức nữa. Nhưng mà thì bữa bị ăn bữa trước chú cho tiền á, cái ngày mai bị xe đụng liền á. Xe đụng nè mình mấy trời thôi, không có bị gì, nhưng con mắt bây giờ nó nặng quá. Là cô Hoa là hàng ngày là đi bán vé số của chú anh chị. Dạ dạ, bán vé số. Nhưng mà sau cái bữa gặp em nhỏ xong là đi bán vé số là bị xe đụng xe máy hả cô? Xe không đâu. Ừ, tôi thấy tôi giang hai tay như vậy mà cổ tôi thấy cổ tung tu luôn, tôi nằm ngay đó một lát tôi tỉnh dậy rồi mấy chú đồ mới đỡ lên rồi giờ tôi có giận quá tôi nói sao cô ngồi chết tê vậy rồi thôi à tôi đâu có lấy ngàn nào đâu. À. Tôi không có lấy. Nhưng mà có chảy máu là gì không? Không, nó chỉ bầm ở đây nè, rồi bầm ở đây nè, với cái ngay chỗ này nó bập đen luôn rồi. Vậy nó ông bà thương qua ngày mai lên bệnh viện cái gì này ở đây nè. Dạ. Qua khám 300 mấy, người ta nói chấn thương phần mềm, không có bị gì hết. Là may mắn ha. Dạ. Nhưng mà có điều con thấy ở cô á. Dạ. Là cô khác với người ta là cô đi nhanh. Dạ, đi không, chậm chậm tôi té sao? Là không sao. Dạ. Mà đi chậm là cô té. Dạ đúng rồi. Là do mắt cô không thấy đường. Dạ. Với lại cái gì nữa không cô? Dạ, chỉ có như thôi. Chứ giờ bị tai biến thì nó nhức vậy đó. Giờ uống thuốc nó hết, uống cái thuốc bữa tôi đưa chú coi đó. Dạ. Chứ hôm đó thì chích vô 280 nó hết nhức cái khoảng chừng 2 tuần lễ cái nó nhức lại, nó nhức nó sưng từ ở dưới cẳng nó sưng chù dù ai cũng quở á. Dạ. Ai cũng nói đi vô đây cho con mát nè con. Dạ. Ai, nói sao? Ai cũng nói trời ơi cái cẳng bà sưng quá trời. Rồi. Rồi cái bây giờ cái người ta chỉ cái thuốc đã đỡ bữa rồi chú coi đó. Dạ. Uống cái thuốc đó nó im nó không có nhức nữa mà nó xẹp chú, nó không có sưng nữa chú. Ừ. Mà nó sưng hai cái đòn bánh đòn tát cái đi bán á, cái mấy cô mấy chú kia kìa tội nghiệp cô kia lắm, cô thấy cái cổ mua cho cổ cho 500 ngàn, cái cổ mua cho 7 tờ số luôn. Ừ, thôi được rồi, bây giờ là cho con hỏi là bữa nay con xuống đây là có dạ. Chú Ba ở nhà không? Ông đi làm đâu có dám nghỉ đâu chú, nghỉ đi xin chỗ khác người ta đâu như vậy sao người ta cho. Cái đó nhờ người mấy chú mà làm chung á, người ta dẫn đi làm. Bây giờ cái chú đó chở đi mà bây giờ chú đó bị ông thầu mà la nhiều hoài á, cái chú bực quá chú nghỉ làm, ông đạp xe đạp ông đi làm. Nhưng mà tội chú Ba ha, cái tay chú có tật vậy sao đi làm phụ hộ ha. Không làm đâu cho chú. Rồi bây giờ con nói cô Hoa này nha. Dạ. Bữa trước sau khi gặp con xong. Dạ. Là ít bữa là cô đi khám mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ con đứng từ con với cô ở đây cô thấy con không? Thấy mà mờ câm mà thấy cái bóng bóng gì đó, cái mặt vàng vàng chút xíu thôi chứ không có thấy rõ cái mặt. À. Hôm đó thì còn được, bữa nay là nặng luôn. Rồi qua mấy ngày sau là cô đi khám. Dạ.
là cô đi đâu khám? Đi cái gì đó, để âm phủ cái gì đó. Bệnh viện mắt Sanborn đó ha. Có biết đâu, nhà tôi con cái nó không có nhờ đỡ đâu. Con dâu nó chở đi, người ta chở đi. Nhưng mà tôi đâu có biết, tôi vô tôi ngồi tôi đóng, tôi đâu có đi được đâu. Tôi đâu có biết quá trời người. Con dâu đi phải trả nó 500 ngàn tiền xe. Con cứ nói to lên đó, có sao đâu. Con dâu á, nó chở đi phải trả nó 500 ngàn tiền xe. Còn con cô đâu, mà sao để con dâu chở? Con tôi là ai đâu? Nó ở bên quận Vĩnh Tư á. Trên Sài Gòn á hả? Không có chở. Chở đi được. Chở đi phải được tiền xe đó. Rồi 500 ngàn, cả đi cả về. Đúng rồi. Nhưng sao phải ngồi đó nó đi nộp giấy nộp đồ, tôi đâu có biết được con mắt tôi nữa. Phải có nói đi người hoài cũng được mà. Người hoài người ta nói sợ người ta không có làm giúp giùm mình á. Rồi cô đi rồi tổng cộng là tốn bao nhiêu tiền? Không. Đi vô trong đó là chỉ có 150 thôi. Với mua cái giấy người ta là ấy liền của mấy người phải á, 200 nữa là có 250 rồi. Ăn dĩa cơm 30 ngàn. Rồi sau dạ. khi khám xong dạ. thì bác sĩ nói mắt cô bị như thế nào? Con mắt bị có cơm. Cơm nước hay cơm khô? Không có hỏi. Bác sĩ nói là mổ là 30 này nè. Là tới cái gì đó quên mẹ rồi, 11 triệu lận. Tôi nói chào đó có nhiều tiền quá thôi tôi đi dọn cái sổ còn được. 11 triệu hai con hay là một con? Có một con thôi, giờ mai mốt mới mổ một con nữa vậy đó. Vậy hả? Rồi bác sĩ tư vấn cô là nên mổ con bên nào trước? Tôi không có biết nữa. Bác sĩ vô khám tôi rồi nấu cái tôi ra tôi ngồi nó nói chuyện với bác sĩ chứ tôi đâu biết gì đâu. Tôi như ít vậy tôi nói chuyện được, đông quá là một lát là tôi quán luôn à, tôi không có nói gì được đó. Bởi vậy mới dẫn nó giúp vậy đó mà con trời đánh. Thôi dạ. Rồi con hiểu của cô ba rồi. Dạ. cô Hoa rồi. Dạ. Là cô bị cườm. Dạ. Ha. Dạ. Bác sĩ phải kêu mổ mới nhìn thấy được. Có hỏi bác sĩ như tôi mổ vậy tôi có thấy không? Bác sĩ nói là thấy không có bằng người ta. Tại vì tôi đã bị tai biến rồi. Nhưng mà dù sao nó vẫn đỡ hơn là đúng cô rồi, không mổ. Như 50%, 60% gì đó, tôi đâu có hiểu đâu. Rồi hai con là ai biết nó mổ một con gì đó, mai mốt mới mổ một con nữa mà. Là 11 triệu. Đâu, nó là bữa đó nói là cuối tháng này là mổ 11 triệu nói vậy à. Tôi không có hỏi con hay con gì, tôi đâu có biết gì đâu. Rồi. Tôi kêu cái nó hỏi giùm á. Rồi cô ba dạ. Có bảo hiểm không? Không có gì hết. Bởi hổm dài mới đi hỏi đừng mua bảo hiểm đó chứ đâu có dám xin xỏ gì ở đây. Chừng nào cho thì mang ơn chứ đâu có biết cái vụ đó đâu. Mới mấy ngày nay đi hỏi tùm lum đừng đi mua bảo hiểm. Rồi cái anh mà dẫn vô á, anh nói chị cứ ngồi im để người ta làm, bà đi lung tung, bà nói lung tung, mà ổng nói tôi vậy. Rồi giờ là tới bây giờ vẫn chưa có bảo hiểm luôn? Dạ chưa. Rồi con nghĩ nha, theo con nghĩ dạ. nha, nếu mà cô Hoa có bảo hiểm á dạ. thì nó sẽ đỡ tiền hơn. Không, tôi hỏi trên đó nếu mà có bảo hiểm thì 6 triệu, thì đó là đỡ hơn. Thì đó, tôi mới về lần đặt tôi đi kiếm chứng minh tôi đi mua bảo hiểm. Bảo hiểm nhưng mà phải tháng sau mới dùng được. Dạ. Chứ đâu phải dùng được liền. Dạ, chứ kệ nó chứ tôi biết sao giờ. Còn không tôi không thấy được. À, như vậy là bây giờ là có bảo hiểm thì nó đỡ. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Bảo hiểm thì có 6 triệu thôi. Hỏi trên đó người ta nói vậy á. Dạ. Rồi về đây cái người ta nói lung tung á. Người ta nói bảo hiểm là phải ngay tiếng. Không ngay tiếng mà sai. Tôi nói trời ơi tôi có biết gì đâu. Người ta kêu tôi làm sao tôi nghe vậy. Cô Hoa hỏi cái chú mà bữa trước giới thiệu con cho cô Hoa á. Dạ. Chú nó hướng dẫn cho. Dạ. Nghe. Dạ. Hôm qua gặp ảnh á, cái hỏi ảnh á, ảnh biểu bà đừng có đi lung tung, bà đừng đi đâu, để người ta lo cho bà không biết gì bà đi hoài. Ảnh nói vậy thôi à. Thế nói ôi em có đi nữa đâu, mà em có hỏi ai nữa đâu. Thôi im luôn. Rồi mấy ngày nay con có đi bán vé số không? Có, không có nghỉ ngày nào đâu. Rồi đi không thấy đường rồi té nữa hay sao? Rồi khi té thì chịu, té hoài đó, bữa cứ té cái tay nè, thấy không? Rồi đi qua đường tôi đưa hai cái tay vậy rõ ràng mà tự nhiên cô cổ tung cái gầm mà. Không phải người ta tưởng đâu cô thấy đường. Đâu tôi đưa hai tay vậy mà. Biết rồi nhưng mà người ta họ cứ nghĩ là
cô thấy đường người ta tới á, cho nên là cô cứ đi hướng hồi đó. Hồi mới vậy nặng quá rồi, không có thấy cái kêu chú làm ơn chú dẫn tôi qua đường vậy. Kêu cái mấy cái chú đi đường á. À. Cái chú đã để xe xuống cái chú dẫn tôi qua đường. Tội ha. Kêu chú làm ơn chú dẫn tôi qua đường. Thì giái mẹ bề trên cho tôi bệnh gì cũng được, đừng cho tôi què với đừng cho tôi đuôi được rồi. Thôi mà có hai cái đó tôi tự vậy. Chứ ai nuôi? Về tự dẫn như cô Hoa chứ không phải đuôi à, đuôi ai nuôi mình, con cái đồ nó báo không, nó không có thương đâu vậy ha. Để mà còn ý cô là muốn chân thì đi lại được đúng không, bệnh gì cũng được thấy. Dạ hai người cái đó thôi chứ trời xanh là phải bệnh thôi, nhưng mà mắt thấy cẳng nguyên đi là được rồi. Trời thời gian chú biết cái cẳng sưng tù trên này nó sưng như đòn bánh tét luôn á, mà nó như đi qua đường cái nhờ anh Sáu anh dẫn qua xe tung một cái gầm luôn, làm như có ai liệm tôi múc kia tôi ngồi ngay đòn luôn, ảnh mày máu linh láng. Người ta dẫn qua đường á, nhỏ nó chạy sao nó tung mà tôi ngồi đó cẳng tôi sưng lên tôi ngồi đó tôi không bị gì hết, ảnh nằm ngay đòn máu không đó, cũng nhờ người ta giúp phải không. Rồi bây giờ con nói dạ. cô Hoa cho cô hiểu nè. Dạ. Nha, vừa rồi cô có đi bệnh viện mắt. Dạ. Xong người ta nói cô là bị cườm. Đúng rồi. Rồi phải mổ mới thấy đường đi. Đúng rồi. Mới thấy đường nha. Dạ. Mới thấy ánh sáng nhiều. Đó mà cô không mổ là cô hiểu rồi ha. Cô hiểu không? Nếu mà cô không sợ mổ là cô sẽ không thấy đường nữa đó. Dạ. Mà tôi giàu lắm. Cái tôi về tôi nói ông nói bây giờ một là đợi cái anh này nói vậy được không? Không được thì đi mượn nợ đi tao làm. Tao dám làm tao. Tôi nói thì từ từ đấy con. Cái anh này nói để người ta cho lo bà đừng có đi tầm bậy tầm bạ. Rồi bây giờ vậy là người ta nói không có bảo hiểm. Dạ. Mỗi hai con là 11 triệu. Không biết nói mỗi 1 triệu. Một chứ... con hay hai con thì chưa nói, nhưng người ta chỉ nói mổ thôi. Là, dạ. Là 11 triệu. Dạ. Có bảo hiểm thì là 6 triệu đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái chuyện đó là ngưng ở đây ha. Dạ. Tí con sẽ nói chuyện tiếp với cô Hoa. Dạ. Về cái này để khi mà con trao xong rồi đã, con gửi cái tiền xong mà con sẽ nói. Dạ. Nha. Dạ. Ừ. Ngồi đây nó cứ chảy máu cứ chảy nước mắt. Đúng rồi. Cô vậy hoài á hả? Đúng rồi. Vậy là cô bị cườm nước rồi. Cườm nước có bị gì một chút? Thì cũng nguy hiểm đó. Trời đất ơi. Nếu mà không ấy là sẽ không thấy đường đó. Nó mới gì nhà nước mắt khoảng chừng tháng này à. Chứ hồi hổm đâu có đâu. Vậy ha. Ừ. Rồi bây giờ cái tiền mà bữa trước con đại diện một số người gửi cho cô đó. Dạ. Còn 2 triệu nè chú. Còn đâu có dám xài. Có thiếu nợ người ta chứ cũng đâu có dám đưa ra. Dạ. Này, thì thôi được rồi, cô còn là được rồi. Có để dành chứ đâu có dám. Cái này là tiền số. Cái này 2 triệu nè chú. Còn để dành nè. Thiếu nợ thì thiếu chứ đâu có dám đá động gì nè chú. Nè. Ừ. Thôi được rồi ạ. Được rồi cô. Cô Hoa. Cái người ta giúp đỡ đâu có dám làm bậy bạ. Rồi. Rồi cái đó là ngưng đi hả? Tí con đưa dạ, cái này cô dạ. Xong rồi con sẽ nói dạ, dạ. Kỹ một lần nữa cho cô nhớ. Dạ. Nha. Dạ. À. Rồi bây giờ lúc trước á con xuống đây á là cô Hoa nói với con á nha. Dạ. Là cô lúc trước sinh một đứa bé về nuôi. Đấy, thằng nhỏ này nè. Là ngồi dậy là đây ngồi nè. Là đây ngồi với nội nè. Tự người ta cho mà đâu có xin đâu. Cô xin chứ, hồi lúc cô kêu cô xin giỡn mà cuối cùng người ta cho thiệt đó. Không, người ta than mà nói vậy cho tôi đi. Người ta than khổ quá. Không phải khổ, người ta đè ẩm cái thấy mới hỏi nó ngồi nó khóc. Cái nói con muốn cho đứa nhỏ, tôi giỡn tôi nói vậy cho tôi đi, cái người ta cho thiệt. Chứ đâu phải khổ mà xin gì chẳng. Là lúc đó là nó còn tháng rưỡi rồi. Một tháng rưỡi là còn đỏ hỏm mà. Chú nói chuyện. Dạ đúng rồi, đỏ lòm mà. Trời ơi, chú. Lúc đó cô nhớ là sinh ở đâu không? Không, biết đi đường à. Đi xa lắm, không biết nữa. Đâu có được. Nhưng mà sao lúc đó cô... Thì thương lắm, thằng nhỏ trắng nhẫn à, mọc ú à. Không, bây giờ mẹ nó nuôi vợ, mẹ nó cho vợ tháng triệu rưỡi. Nhưng mà sao lúc đó cô liều, cô sinh nữa ta? Đâu phải, thấy thằng nhỏ thấy cưng quá à.
Thế mà cưng đâu thì... phải đâu, nói tôi đâu có tiền đâu mà tôi xin. Nói không, tao không có lấy tiền. Nó theo năn nỉ khóc hoài cho. Giờ mẹ nó nuôi rồi, mẹ nó một tháng cho 1,5 triệu. 1,5 triệu không đủ nó ăn nữa chú. Thằng tay ghét luôn. Rồi, ý con em không nói chuyện để chú con nói cô Hoa này ha. Dạ, dạ. Là lúc đó xong xuôi là cô nuôi lấy thằng bé này về từ lúc 1,5 tháng mà dạ, tới đúng. Giờ là nó bao nhiêu tuổi rồi? Lúc tuổi hả? Bây giờ tuổi của bây giờ nó được bé 7 tuổi rồi. 7 tuổi. Thôi chú biết đâu, hồi đó tôi mới bị tai biến mới hết kìa, tôi đâu có được bình thường đâu. Tôi cứ bỏ con nhỏ lên chiếc xe, tôi kéo hoài, tôi kéo đi. Đi bán giấy số. Đi bán giấy số, rồi kéo con nhỏ tới 8-9 giờ đêm chưa có về nhà nữa. Bán có 100 giấy số à, thấy tội lắm kìa. Rồi sau này mới được ổn định lại đó. Sao lại người này thương người kia thương, người ta cho người cho miếng cho cái nó mới ổn định lại. Mới ấy chứ hồi lúc khổ lắm. Chú ơi, đi mới bị tai biến vừa xong nó không được ngon lành. Rồi cô cứ đẩy như vậy cho mí cho tới dạ. Tuổi nó đi biết học rồi, dạ. Đi học luôn. Ok, dạ. Cái nó không nó chưa có đi học. Cái để nó ở nhà, cái thấy nắng quá, tội nghiệp quá, để nó ở nhà bán. Nó quậy không chú? Nó lấy gạo nó xúc nó đổ từ đây ra ngoài đường á. Nó lúc nhỏ ha. Dạ, đúng rồi. Sau từ từ cái mới cho nó đi nhà trẻ, cho đi nhà trẻ cho học. Cái gặp cái cô kia kìa. Cái chú kia cho 500 ngàn. Tôi còn nhớ hoài ai cho tôi gì tôi nhớ hết á. Rồi cái cô kia đã đóng cho nó đi học hàng tháng luôn. Đã đóng tiền nhà trẻ người ta cho giảm phần nửa phần tiền á. Cái cô chú tới tháng là lợi đóng, tới tháng là lợi đóng. Chú mà quay lên vậy là cô chú đó thấy luôn á. Vậy hả? Ừ, cái cô chú đó tháng nào cũng đóng á. Hồi bữa hả? Rồi để tới đó được rồi ha. Là nói chung là bé này cũng được nhiều người thương. Dạ đúng rồi. Rồi sau bao lâu là bắt đầu mẹ bé mới được mới nhận lại? Được năm mấy nay rồi. Là mới đây thôi hả cô? Dạ, dạ. Là coi như là 5-6 năm trước là mất liên lạc dạ, hả? Dạ, không phải. Đi lên xin làm giấy tờ cho cháu á. Rồi ở đây người ta không cho. Người ta nói chồng vợ thì tai biến, chồng thì tật quyền, làm yeah. Sao có điều kiện để sinh con nuôi. Cái tôi khóc biểu đem bỏ nó vô cô như viện. Tôi không chịu, tôi khóc tới tôi về nhà tôi nằm đâu khoảng 1 tháng. Đúng rồi, 1 tháng mấy sao tôi nhớ cho rồi. Mẹ nó có cho tôi cái số điện thoại á. Cái tôi điện cho mẹ, điện nó qua Phà Cát Lái gặp tôi. Cái mẹ nó lên nói là con lấy con bả, giờ tôi giao cháu nội cho bả. Vậy đó, cái ở trên chỉnh chịu cho làm giấy làm tờ nhưng mà khai họ mẹ. Nó có hộ khẩu luôn á chú. Nhà ở đâu cô biết không? Mẹ nó có nhà, nó giàu lắm. Ở bên quận 8 á. Dạ. Bây giờ đòi bắt lợ tôi đâu có cho. Trời ơi, tôi nói chừng nào tôi chết tôi mới cho. Sao không cho con người ta mà? Không, trời ơi, tôi thương gần chết, hồi tôi bệnh đau mà tôi còn tha cháu đi lang thang, bỏ cháu vô sẽ đi trời nắng chăng chang, bỏ nhỏ lấy cái dải mùng đó che nó đi ngoài đường như bà điên. Giờ tôi còn ấy mà bây giờ tôi tỉnh rồi tôi thì biết. Bây giờ cô bệnh rồi, với lại cô đâu có thấy đường nữa đâu. Đâu có con thấy đường nhiều để mà đi chăm sóc mà kiếm tiền nữa. Ồ, cũng đi đó, số mời đưa cháu đi học á, cũng tôi đưa chứ ai đưa. Kêu con dẫn bà nội đi xích vô trong. Rồi hồi nãy tôi cũng dước cháu về đó. Rồi mẹ nó cũng đòi bắt nó về nuôi lại đúng không? Đúng rồi. Mà cô không chịu. Không. Có nói tiền bạc gì không? Không. Tôi nói vậy nè, tôi nói khi nào tôi xuôi tay nhắm mắt là đem cháu về không. Không có đầu tiền gì giấu á. Thiệt mà. Tôi không có nói láo đâu. Chắc về trước cô nói với con là ba hay mẹ nó gửi cho. Đâu, mẹ nó đâu có ba. Vậy hả? Cho 1,5 triệu. 1 tháng 1,5 triệu. Không, ý là lúc mà muốn bắt về á thì gửi cho cô 100 triệu cô. Không phải. Cái cô đi đường á là đi xe hơi á, cái cổ ngồi quán bún riêu á, cổ nói là cho đứa nhỏ này lại cô này đi. Cho đứa nhỏ cho cổ đi cổ cho đó. Tôi 100 triệu, hiểu không? Tôi không cho. Tôi nói tôi lấy 100 triệu rồi tôi bị tai biến lần hai tôi chết queo rồi lấy ra.
là vậy á. Ví dụ lúc đó người ta cho số tiền hơn nữa cô có chịu không? Không. Nó cũng không chịu. Không chịu luôn. Để thương. Rồi cái cô đằng này cái chị cô đằng này còn lại làm chứng luôn á. Cổ bị năn nỉ, cổ nẻ như bị ăn chết cái dấu rồi. Cổ không được, cổ biểu cho nó đi. Cổ lợi, cổ giúp đỡ tôi không cho. Cái cổ kêu cho cô chụp tấm hình với nó, cô ẩm nó lên tay. Hồi nhỏ nó trắng nõn mập ú à. À. Cho chụp tấm hình nó năn nỉ hoài luôn á. Cái thím năm này đằng nãy nó trời ơi nó giàu lắm, bà cho đi rồi nó cho bà tiền, tôi nói không, bằng mọi giá không có không cho ai hết, không có bán không, gì hết, không có bán, không có cho gì. Tôi nói với chú đúng không, nghèo có nghèo thiệt chú. Dạ. Ham 100 triệu tôi lấy 100 triệu về tôi có ăn được không biết, tôi bị tai biến lần hai sao không. À. Phải là không cho, tôi thương lắm. Rồi trong cái khoảng thời gian 5-6 năm mà cô nuôi bé này, bé tên gì, con tên gì? Ở ngoài kia tên thằng Bon, ở trong là Hiếu. À. Con nói cho chú đi, nào đâu biết chữ đâu. Thôi được rồi. Lúc mà 5-6 năm cô chăm sóc Hiếu nè, cô có thấy khó khăn gì không cô Hoa? Có nhưng dạ. Mà cũng qua hết à. Lúc đó tôi bệnh tai biến, tôi không được bình thường á, tội lắm chú ơi. Rồi người này dụ tôi, người kia dụ tôi, cái tôi thiếu nợ nữa. Nó bỏ cháu lên chiếc xe trời nắng chang chang, cái đẩy cháu đi hoài. Lúc đó thấy tội lắm. Nhưng mà nhờ mẹ bề trên thương cho tôi qua hết cái ải đó rồi, tôi mừng quá chú ơi. Chứ đó trời, tôi ăn không ngon, chồng tôi đi làm gì mệt, mà mì mà người ta cho đó, mì 1,5-2,000 gói hả, nấu có một gói mì đó với mấy cọng cải cho chồng tôi ăn à, chặn đó. Bây giờ mẹ thương, bây giờ có khổ mà không đến đâu như hồi lúc đó. Dạ. Giờ qua rồi mừng rồi, có khổ thì có. Rồi bây giờ mẹ của bé, dạ, là lâu lâu vẫn điện thoại, một tháng cho 1,5 triệu. Đúng rồi. Để đóng tiền học đó ha. Không, mẹ nó cho 1,5 triệu á, chứ tiền học là nhà nước cho, không có đóng. Không cho đóng nó tiền. Ăn uống rồi đó, sữa rồi ha. Thì cho 1,5 triệu đó, chứ không tiền học không có đóng. Dạ. Nói sao mình phải nói sự thật, chứ đừng có đủ thừa đóng tiền học không có, nhà nước người ta cho. Như vậy là bây giờ cô nhất quyết là không trả về cho mẹ ruột không, đúng không? Không, chừng nào tôi chết rồi đem về không. Tôi dạ. Không có đậu gì hết đó. Chứ tôi chết rồi để đây ai nuôi? Con tôi nó có thương không? Nó đánh nhỏ sao? Đúng không? Tôi ổng còn sống mà tôi với ổng, tôi chết là tôi cũng cho đi nữa. Ổng đàn ông đâu biết gì, với ông đi làm nữa. Cô thì mới có mấy người con? 3 đứa. 2 người ở xa, 1 người ở đây. Dạ. Ở bên quận 4 với quận 8 á. Mà nói thiệt chú thương, nói chơi lên mạng rồi là không có nói dốc. Không phần số chú ơi, không có được cái gì á. Không thương, không giúp đỡ hả? Không phải thương là mình không biết. Nhưng mà mình không nuôi nó thôi, chứ nó mình nuôi mình đâu mà giúp đỡ. Không cho, không giúp mẹ nó đựng cắt nữa. Vậy thôi bây giờ con nói với cô Hoa này nha. Đi chở đi chích rồi phải trả tiền nữa đó. Lúc trước con có xuống đây á. Dạ. Lúc đó là có chú ba ở nhà nữa. Đúng rồi, dạ. Chủ nhật là không có nhà. Thì bây giờ chú đi làm rồi thì dạ. Thôi con nói dạ. Với cô ba là có gì cô ba về nói lại với chú nha. Dạ. Lúc trước con đăng cô á, thì cũng có một số cô chú hỗ trợ cho cô ba ít tiền. Dạ. Thì bữa nay con cầm xuống nha, để con đọc cái danh sách cho cô nghe nha. Dạ. Ở đây là có 2 người gửi tiền cho cô nha. Dạ. Tại con nghĩ là ở đây là những người họ hiểu, họ coi, họ dạ. Hiểu cô gặp khó khăn và cũng như mắt cô không thấy đường á. Dạ. Cho nên là người ta hỗ trợ cho mình để có cái kinh phí mà mình đi mổ. Dạ. Dạ. Ở đây thứ nhất là một người ở Alaska, Mỹ dạ. Gửi cho cô Hoa là 4 triệu. Dạ. Và thứ hai là Quyên và Yến Nhi ở Chợ Mới, An Giang gửi cho cô 3 triệu. Dạ. Là tổng là 7 triệu ha. Dạ. Này con gửi cho cô Hoa này, cô Hoa cầm đếm giùm con nha. Dạ, cảm ơn chú. Đếm to lên. Cô cứ đếm đi. Không, cô phải đếm. Không phải. Chú đếm giùm tôi đâu có biết đếm đâu. Tôi cô tôi... đếm từng tờ. Cô nói mấy tờ thôi. Tôi đi bán giấy số, người ta đưa ít thì tôi lấy, đưa mua nhiều quá tự người ta đếm mà tôi đâu có biết đếm đâu. Bây giờ cô đếm mấy tờ thôi rồi con đếm cho. Dạ. Đếm to lên. 1 2
3, 4. Rồi tiếp đi. 5. Nói. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. À, 14 tờ là 7 triệu đồng. Nay biết điếm rồi. Là 1 tờ 500 ngàn. Dạ. 14 tờ là 7 triệu. Dạ. Dạ. Vậy cái này về đưa cho chồng chứ tôi không có biết. Sao đưa cho chồng, cô để dành cô đi. Thì đưa cho chồng giữ, khi nào đi rồi chồng đưa lỡ vậy đó. Cắt giùm á ha. Ờ, chứ tôi đâu có biết đâu. Rồi, sao này? Tôi bán cái số thưa chú Thương, bán có khi để cái số rồi bỏ đi luôn, đi hơi rồi. Đi kiếm tả hoàng, tả tính rồi. Chứ dạ. Rồi bây giờ con nói cô Hoa ha. Dạ. Đó, hồi nãy con có nói, con nói đây là cái góp ý của con thôi. Dạ. Còn nghe hay không thì tùy ở gia đình mình nha. Dạ. Rồi. Cô đi khám mắt, người ta nói cô bị cườm phải mổ. Dạ. Nhưng mà chi phí không có bảo hiểm thì là 11 triệu. Dạ. Mà mở một hai con thì chưa biết. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Đúng. Nói chung là người ta sẽ mổ để cô được thấy đường, thấy ánh sáng để mà đi bán. Đi bán với số ha. Dạ. Còn phương án thứ hai, người ta nói nếu cô có bảo hiểm thì là 6 triệu đồng. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ cô hiện tại đang cầm trên tay là 7 triệu. Dạ. Và cô nói lần trước cô còn 2 triệu. Nè, đó 2 triệu trong đây nè. Đúng không? Dạ. Rồi tổng là thôi cô khỏi lấy ra. Dạ. Là 9 triệu. Dạ. Đúng chưa? Còn bây giờ mình chưa có đủ khả năng để mình mổ liền 11 triệu. Dạ. Không. Thì chờ bảo hiểm. Dạ. Bây giờ cô là đang đi kiếm bảo hiểm mua đúng không? Dạ, là tháng sau. Còn không. Để con nói cho từng ý, còn cô chọn cái nào thì cô chọn. Dạ. Ha. Cô mua bảo hiểm. Dạ. Rồi tháng sau có hiệu lực rồi bắt đầu đi mổ có bảo hiểm thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Dạ. Có 6 triệu như cô nói. Dạ. Còn phương án thứ hai là cô đi mượn thêm. Dạ. Để cho đủ tiền mà mình mổ 11 triệu. Dạ. Đó gọi là có hai phương án đó. Dạ. Là tùy gia đình mình quyết định ha. Con chỉ góp ý thôi. Dạ dạ, cảm ơn chú. Ừ. Dạ, thì bây giờ á, một thì tôi cũng dẫn đi mua bảo hiểm. Dẫn đi mua bảo hiểm. Nếu mà sử dụng được thì mình, cái này không được thì để mai mốt mình sử dụng chứng khác. Mình bệnh đau cái gì đó, dạ, mình có bảo hiểm. Còn nếu mà mình cuối tháng này mổ gấp quá thì kệ, đi vay thêm vài triệu nó nhiêu đây là quý rồi chú. Dạ. Rồi vay thêm vài triệu nó mình đi bán cái số, từ từ ổng làm nữa, từ từ trả người ta cũng xong rồi chú. Dạ đó. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ, chứ để rồi. Con gửi lời cảm ơn của cô nha. Dạ. Tới Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho cô. Dạ. Dạ. Rồi à, đó là những hai cái ý kiến ha. Dạ. Cô sẽ xem xét và cô chọn cái nào thì tùy cô. Dạ. Chú giúp như vậy là với Mạnh Thường Quân giúp như vậy là cũng quý rồi. Thì mình cứ lo thân mình. Đúng rồi. Chứ dạ, con nghĩ là mình đừng chờ đợi nha. Dạ đúng rồi. Tại vì chưa chắc gì cô đã còn duyên với mấy Mạnh Thường Quân nữa. Dạ không. Cho nên mà mình tự mình lo cái khả năng mình. Dạ không có đòi hỏi gì đâu chú. Được dạ, bao nhiêu thì mừng bao nhiêu. Chứ không có mà đòi hỏi. Dạ. Vậy dạ, vậy ha. Rồi dạ, kết thúc cái việc mắt của cô nha. Dạ dạ. Nó vẫn có ý như vậy. Thì tùy gia đình mình chọn. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ Hiếu đi đi về mẹ với chú hả? Không có lắc đầu nói con không đi chứ. Không đi. Sao không đi chú, để chú hỏi nè. Nói kìa, trả lời đàng hoàng nha. Chú là chú biết nhà mẹ luôn á, đi về nhà mẹ với chú không? Thôi. Sao vậy? Lời. Nói đàng hoàng thôi. Tại vì bỏ con không gặp lại đưa con không về mẹ đâu. Nhà mẹ giàu sướng lắm. Mấy lần con sướng tạo con cũng về đó. Thích bà nội thôi. Sướng cỡ nào cũng về nữa hả? Thích bà nội thôi. Rồi lỡ bà nội có chuyện gì sao? Bệnh rồi thật rồi sao? Chết rồi sao? Chết theo. Thiệt không? Nhìn ngay chú và nói cho chú nghe. Nói đàng hoàng là không có gật đầu. Vậy ha. Nhưng con phải ráng học. Dạ. Thôi ráng học nghe lời bà nội nha. Dạ. Ừ. Từ đó giờ là thấy thấy mẹ chưa? Thấy biết mẹ nó luôn
xuống đây mấy lần rồi, con gặp mấy lần rồi? Nó đi nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi. Nó biết mẹ nó mà. Biết hơn rồi hả? Tại xuống tôi đâu có giấu, tôi chỉ thẳng luôn. Là mẹ nó nói chuyện với mẹ nó. Dạ. Giờ mẹ nó cũng gần tháng chịu giữ cho đó. Giờ cái mẹ nó cũng la dày nó, kêu nó học. Đó. Mẹ nó cũng nói là bây giờ đó là mẹ nó xin bắt lại tôi không chịu. Chừng nào tôi chết hả? Còn tôi không chết tôi không cho bắt. À, quyết định là vậy luôn. Dạ, đúng cô rồi, quyết định vậy luôn á. Dạ, cho thì lấy, cho tiền thì lấy, không cho thôi. Từ từ là sao? Thí dụ bây giờ mẹ nó tôi không cho bắt lại, khi nào tôi chết thì tôi cho bắt về không. Còn bây giờ mẹ nói một tháng cho 1,5 triệu, cho tiền thì tôi lấy, không cho thì thôi, tôi không xin. Cho chú hiểu là tôi nói không? Dạ dạ, con tưởng đâu là cô Hoa nói là bây giờ không cần tiền. Không. Cho bây giờ cho là 1,5 triệu. Đó là con hiểu, con hiểu rồi. Cho thì lấy, không cho thì thôi. Chỉ hỗ trợ cho nó ăn thôi chứ học là không có đóng tiền. Rồi, không bây học. Giờ dạ, con hiểu. Nói chung là bằng mọi giá là cô còn sống thì cô vẫn giữ. Đúng rồi. Bé lại nuôi. Dạ. Dạ. Còn còn coi khi mà có xui rủi gì á thì dạ, xui tay nhắm mắt rồi yêu cầu nó dẫn con nó về chứ bỏ ở đây ai thương yêu. Dạ, rồi. Có tôi thì còn được. Không ai tôi không ai thương yêu đâu. Nhưng mà lúc đầu hai vợ chồng cũng giàu như vậy đó. Già chồng già nằm suy nghĩ rồi. Đến chừng mẹ nó được mẹ nó rồi cũng mừng ghê á. Chứ không phải giấu, sợ là tôi với ông chết rồi. Ai nuôi thằng nhỏ này? Con mình nó thân nó lo chưa xong, có đâu nó lui cơn thằng này. Suy nghĩ vậy không á. Vậy mà mẹ bề trên thương á. Giờ mẹ nó nhìn thì đó cũng nói trước mặt nó, bây giờ tao nuôi chứ tao không có đòi hỏi gì giáo á. Còn mày hỗ trợ mày cho bao nhiêu thì bao nhiêu. Đó. Giờ tao cho nó học thì nhà nước không có lấy tiền. Không có lấy tiền. Dạ thôi còn ít cái phút cuối nè. Dạ. Con nói với cô Hoa như này. Dạ. Về cái tiền á nha. Dạ. Mình phải thanh thủ. Dạ, tranh thủ. Không dám ăn đâu, không dám đâu. Và sắp xếp để mình đi mổ cườm. Dạ. Ha, dạ. Để mình để cho cô thấy được. Đúng rồi. Đường đi. Chứ giờ bây giờ cô đi bán mà ra đó vừa rồi là có bị xe tông nè. Dạ. Cái đơn cô bị là cái do lỗi mình thì con không không nói nhiều lúc á cô, mình mang họa tới người ta nữa nha. Dạ đúng rồi ha, cho nên là mà cái đó phải quan trọng, với lại nó giúp cô mưu sinh kiếm tiền ăn uống nè, cũng như chăm sóc cho thằng bé. Dạ ngồi im con. Dạ vậy nha. Dạ thôi về về nhớ nói lại với chú ba vậy nha cô. Dạ, nha. Dạ rồi, tôi cũng cảm ơn chú với cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho vợ chồng. Dạ. Dạ, cảm ơn biết nhiêu đó thôi, không biết nói gì hơn, có gì đừng trách. Dạ dạ rồi. Rồi thôi bây giờ con xin phép cô Hoa ha. Dạ. Con đi về lại Sài Gòn nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Rồi tiền chú cho là không có dám xài đâu, tại bữa đi khám á, đi tiền nó mới còn thăm có 1,000,000 á, còn 2 đô ổng lấy ổng cắt á. Dạ thì 2 đô thì đó là cái quà của anh Bùi Đình Nai để cho có cái kỷ niệm. Dạ. Nha, thôi bây giờ con xin phép kết thúc clip ở đây. Dạ cảm ơn. Dạ và con hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Dạ cảm ơn chú. Dạ.